Thưa quý vị, thành phố Bà Rịa là đô thị loại 2, nhưng vẫn có 3 xã nông thôn gồm Tân Hưng, Hòa Long, Long Phước. Trong cơ cấu kinh tế thành phố, giá trị sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng khoảng 8%. Từng bước chuyển dịch nông nghiệp địa phương theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, các cấp chính quyền, ngành chức năng thành phố Bà Rịa đã và đang đầu tư đúng mức, đúng hướng cho sản xuất nông nghiệp, trong đó có chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm Ô Cốp. Triển khai chương trình UCOP năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích hỗ trợ các nông hộ, cơ sở, doanh nghiệp đổi mới quy trình phương thức sản xuất, thiết bị công nghệ, chất lượng sản phẩm đến mẫu mã bao bì đầu ra cho sản phẩm. Căn cứ tình hình thực tế, thành phố Bà Rịa đã xác ra nên rõ nhiệm vụ giải pháp trọng tâm chương trình UCOP. Thành phố đã quan tâm chia sẻ với người dân và doanh nghiệp à, đặc biệt là đối với hợp tác xã. Năm 2021, bốn sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Nấm Hòa Long tại xã Hòa Long được xếp hạng OCOP 4 sao cấp tỉnh. Để đạt được kết quả này, các sản phẩm công ty sản xuất đều phải đảm bảo theo tiêu chuẩn HACCP, tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chí 30: không chất bảo quản, không kim loại nặng, không thuốc tăng trưởng. Hiện Nấm Hòa Long cũng đã được chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm cũng mừng là sản phẩm của đông trùng hạ thảo là sẽ đã đang được mọi người tin dùng cũng có tham gia được một số cái hội chợ hội nghị rồi các cái trưng bày sản phẩm để được quảng bá cái sản phẩm ra đến cho cho mọi người biết sầu riêng là cây trồng chủ lực nhiều năm nay ở xã Long Phước với diện tích hơn 48 hecta không chỉ cho năng suất cao hương vị sầu riêng Long Phước còn thơm ngon đặc trưng nên sản phẩm này được xếp hạng ô 3 sao cấp tỉnh đạt được chuẩn ba sao năm 2022 á thì nói chung là chú cũng phấn khởi là gì á là coi như là cái điểm nhất là cái là không ảnh hưởng gì về thuốc cái thứ hai là cái chất lượng của cái 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 sản phẩm đó à, cái thứ ba nữa thì coi như là tiêu dùng ra thị trường thì coi như là thị trường rất là ưu chuộng cũng mong muốn làm sao là coi như là chính sách của nhà nước và hiện nay đó, tạo điều kiện giúp đỡ cho cái như cái sản phẩm đó là cây sầu riêng mà nhất là vấn đề cây sầu riêng rì sáu mà được gọi là cái như nằm ở trong cái phần chính ngạch đảm bảo cho cái cây sầu riêng này trái sầu riêng này phải lên được năm sau giai đoạn 2019-2023 cả ba xã nông thôn mới của thành phố bà rịa đều có sản phẩm đạt chuẩn Ocop cấp tỉnh trong đó bốn sản phẩm ba sao bốn sản phẩm bốn sao từ nay đến năm 2025, thành phố Bà Rịa đặt mục tiêu ở 3 xã nông thôn mới, có ít nhất 18 sản phẩm OCOP 3 sao trở lên. Trong số này 5 sản phẩm 4 sao trở lên. 8 phường của thành phố cũng có ít nhất mỗi phường một sản phẩm OCOP và 30% chủ thể OCOP là hợp tác xã. Từ mục tiêu thành phố đặt ra, các xã phường đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nông hộ, doanh nghiệp trong định vị nâng tầm sản phẩm OCOP, cũng là lan tỏa bản sắc văn hóa, phát triển kinh tế nông nghiệp lẫn dịch vụ du lịch cộng đồng tại địa phương